Và chào các bạn, và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình, và mình là Stoby Gaming đây. Và ngày hôm nay là một cái ngày Noel thật là tình cảm ấm áp bởi bên gia đình các bạn ha. Và mình xin chúc tất cả các bạn có một cái mùa Noel thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc và gọi là nhiều niềm vui nha. Đó, ok. Thì ngày hôm nay đáng lẽ ra là những người anh em siêu nhân đội trưởng phải được đi chơi các bạn, phải được đi chơi đi đây đi đó, cũng phải cần có khoảng thời gian vui vẻ bên gia đình, người thân, người yêu của mình với lại bạn bè của mình ha. Nhưng mà ngày hôm nay thì tụi nó lại xách rít đi ra đường tiếp các bạn. Và đây là một cái thời mà rất là lạnh các bạn ha, tuyết trắng xóa hết cả đường, trắng xóa hết cả núi, cả cây luôn rồi các bạn. Đó, nhưng mà tụi nó vẫn phải vác cái mặt ra đây để làm nhiệm vụ của nó. Và nhiệm vụ của nó kỳ này là cái gì các bạn? Thì nhiệm vụ của nó kỳ này là nó đã xuất hiện một cái con quái vật cực kỳ kỳ lạ. Và ngày hôm nay thì nó xuất hiện ở bên ngoài cái đầm lầy trong GTA 5 này nè các bạn. Đó, các bạn thấy ghê chưa? Thì cái biệt đội này ngày hôm nay sẽ là do anh em siêu nhân mãnh thú làm đội trưởng các bạn ha. Đây, đây là siêu nhân thú vương. Nó lộn, thú vương chứ không phải là mãnh thú nha các bạn. Đó, ngày hôm nay mình sẽ cho nó làm siêu nhân đội trưởng. Tại vì rất là lâu rồi mình chưa nó làm chưa cho nó làm đội trưởng các bạn ha. Đây, đứng đằng sau là các hàng bí mật. Khủng long, gao, mãnh thú, thần kiếm, chiến đội kỵ sĩ, rồi DK nè các bạn. Ma tiếng, sấm sét ha. Phép thuật nè, thiên sứ đó, siêu nhân ninja nữa các bạn, rất là nhiều, rất là đông luôn. Ngày hôm nay thì không thiếu bất kỳ một người anh em mình luôn các bạn. Đó, đêm Noel mà tụi mình vẫn phải gọi là hết mình phục vụ vì đất nước, vì người dân ở trong thành phố này các bạn ha. Rồi, ok, let's go thôi nào, những người anh em chúng ta. Đó, hiện bây giờ thì trời đang rất là lạnh luôn các bạn ha, thời tiết rất là khắc nghiệt, với lại hả tuyết trắng xóa như này. Đây, bây giờ thì mình sẽ đi lại xem thử coi là cái con quái vật này là con quái vật nào mà tại sao ngày hôm nay nó lại xuất hiện ở đây các bạn ha. Let's go. Đó, thì cái đầm lầy là một cái đầm lầy mà cũng phải gọi là một đầm lầy chết chóc của trong GTA 5 các bạn ha. Tuy là nó nằm gần cái khu quân đội, nằm gần thật á, nhưng mà luôn xuất hiện những cái con quái vật mà mình không hiểu được là nó từ đâu ra luôn các bạn ạ. Đây, những người anh em của mình đang chạy ở đây các bạn ạ. Đây, các bạn thấy không? Các bạn thấy trước mắt mình không? Đó là cái con quái vật mà mình đang nói tới đó các bạn ha. Do là nó có một cái ảo ảnh gì đó trong một cái mùa tuyết rơi như thế này, cho nên là khi tụi mình đứng đây, tụi mình chưa thể nào mà thấy được toàn bộ full body của nó các bạn ha. Tụi mình phải gọi là chạy lại gần gần một chút xíu thì nó mới hiện lên đầy đủ cái body của nó các bạn. Thì hiện bây giờ những người anh em của mình đang gọi là leo qua hàng rào nè. Đó, leo qua hàng rào rất là nhiều. Đây, thôi mình kể đi các bạn ha, chứ bây giờ mình đợi nó biết chừng nào. Bây giờ mình vô để mình khám phá và mình gọi là lấy cái thông tin về cái con quái vật này các bạn ạ. Ôi lạnh kìa. Mình nói thật với các bạn nhá, nếu mà trời á tuyết trắng xóa như thế này á thì nhiệt độ á, những cái đập lầy ở đây á thì nó cũng phải là âm cả mười mấy độ á các bạn ạ. Không phải đùa đâu. Nhưng mà do đây là dòng nước chảy các bạn ha, chứ không phải là dòng nước tĩnh, cho nên là cái hồ nó không có đông. Nó đầm lầy ở dưới các bạn. Với lại nước nó cũng chảy nó dẫn ra cửa biển á, cho nên là nó không có đông. Đây, mình đang trên đường gọi là tiến tới cái con quái vật mà siêu to khổng lồ này. Mình vừa mới được báo vào buổi sáng ngày hôm nay thôi. Đây nè các bạn đã sẵn sàng thấy được con quái vật này chưa? Các bạn đã gỡ hết hồn nha. Ủa lạnh kìa. Đây, những người anh em của mình vẫn còn đang đi qua này các bạn. Đó, các bạn thấy chưa? Đây,
Đây những người anh em của mình thì vẫn đang đi qua rất là đông các bạn ạ. Ở đây cũng còn nè, không biết là chỗ hàng rào này còn không? Vẫn còn luôn các bạn ạ. Nhưng mà bây giờ thì gọi là nó đang chuẩn bị đi hết rồi, đang chuẩn bị chạy vào chỗ mình hết rồi. Đây đó, trời rất là lạnh như thế này mà tụi mình còn phải đứng dưới nước để mà lấy thông tin về con quái vật này các bạn ơi. Trời, các bạn nhìn cái chân đó kìa, tụi mình chỉ đứng bằng một cái đốt chân của nó thôi đó các bạn, kinh dị thật sự. Đây nè, đây là con gì đây? Con bọ cạp các bạn ạ. Đây là một con bọ cạp siêu to khổng lồ trong GTA 5 luôn, và nó xuất hiện đúng ngay ngày đêm Noel luôn các bạn ha. Xuất hiện đúng ngay ngày đêm Noel luôn, trong cái thời tiết giá lạnh như thế này lại xuất hiện một con bọ cạp siêu to khổng lồ như thế này. Ui các bạn ơi, nhìn cái hàm răng của nó nè, hàm ba răng các bạn, cực kỳ kinh khủng luôn. Đây là hai càng miệng của nó các bạn ha, sẽ sử dụng là ăn thịt, gắp thịt hay là những cái đồ ăn của nó sẽ dùng hai cái càng này và nó bỏ vô miệng của nó. Còn đây là hai cái càng bự của nó các bạn ha, đây là hai càng bự ngoài nó dùng để tấn công các bạn đó. Và thì nó xuất hiện ở đây cũng gọi là mấy ngày rồi các bạn ha, cho nên là những cái vết tuyết ở trên thân của nó nè vẫn còn nữa các bạn, trắng 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 nè đó các bạn không, trắng trắng như là tuyết nha các bạn đó, tuyết. Và mình cũng không hiểu sao nó lại xuất hiện đúng vào ngày đêm Noel luôn các bạn à. Với một cái thời tiết khắc nghiệt như thế này á thì theo mình nghĩ là mình không biết nhờ một cái vị mà siêu hùng siêu to khổng lồ nào đó bước qua đây để gọi là tiêu diệt cái con hả siêu bọ cạp khổng lồ này các bạn ha. Tại vì á các bạn nên biết là trong thời tiết giá lạnh như thế này á thì có rất là ít những cái người mà anh hùng siêu to khổng lồ có thể chiến đấu với nó được các bạn ha. Các bạn biết tại sao? Cho là Spider-Man, Iron Man, Batman, Saitama nè các bạn. Đó, thì khi mà bước vào một cái thời tiết nó lạnh như thế này á rất là khó các bạn. Do là cái cơ chế cơ thể họ cao to á, mà nếu mà không thích nghi được hoặc là không sống ở trong cái vùng này á thì sẽ rất là khó để mà chiến đấu lại mấy con quái vật này. Nhưng mà tụi mình á kỳ này sẽ gọi là chơi luôn các bạn, không có nhờ người siêu to khổng lồ anh hùng nào khác hết đó. Anh em tụi mình là chuẩn bị là chơi thôi, chơi là chơi thôi các bạn, chứ mà để nó gọi là thức giấc một cái là nó bước ra ngoài đường là thà tụi mình chết chứ tụi mình không để cho người dân vô tội trong người ta năm chết rồi các bạn ạ. À, anh em ready, chuẩn bị sẵn sàng nha, chơi nó anh em, chuẩn bị chơi nó. Trời ơi, có một tập siêu to khổng lồ tới rồi kìa anh em ơi. Ây da, trời ơi, trời ơi là trời, bay tứ tung luôn các bạn ơi, ăn thịt mình kìa. Trời ơi, trời, quay đập một cái một những người anh em xin đội trưởng mình bay tứ tung luôn rồi. Ôi chết chết trời, các bạn coi nè, chết lả tả hết trơn luôn, bay tứ tung luôn các bạn ơi. Ôi thật sự có một cặp siêu to khổng lồ này ghê thật sự. Đây nè, rách luôn cái áo luôn các bạn ơi, cái hàng siêu dương phép thuật này rách luôn cái áo đằng sau luôn, tội nghiệp các bạn. Còn những người anh em siêu nhân khác nè, mỗi người một ngã, mỗi người một nơi. Đây là, tới đây cũng còn sát nữa các bạn, tới đây vẫn còn sát những người anh em siêu nhân đỏ nè, dặn lên tới đây luôn ghê thật. Nó còn một cặp siêu to khổng lồ này, nó giết hết tất cả những người anh em siêu nhân của mình rồi. Thử coi còn lại được người anh em siêu nhân đâu, không còn một người nào luôn các bạn à. Lúc trước thì vẫn còn vài người ha, còn bây giờ thì không còn một người nào luôn, tất cả đã đi hết rồi em giáo à. Xin vĩnh biệt những người anh em 26 sừng la, chào anh em nhá. Quầy các bạn nhìn con bộ cạp này cờ kinh dị chưa, nó cái đuôi nó hả các bạn, cái đuôi nó cao gấp mấy lần cái tòa tháp hả trong cái quân đội bên kia luôn á. Đây là trời ơi, cái càng rồi nó kẹp cái chắc là phải gãy mẹ cái cầu cái thầm đôi luôn á các bạn, gãy cái cầu cái thầm đôi luôn á. Cái càng của bộ cạp này rất là khỏe, nó khỏe còn hơn càng cua nữa các bạn ạ. Đây là nó vẫn đang miệt mài tấn công mình các bạn ơi. Đây
vẫn đang miệt mài tấn công mình. Nó vẫn đang miệt mài đánh các bạn ạ. Thật là vãi lờ. Bây giờ thì không biết là có một vị hả siêu anh hùng, siêu to khổng lồ nào để bước vào trong đây để giúp đỡ tụi mình tiêu diệt con quái vật này hay không các bạn ha. Chứ tụi mình đã làm hết sức rồi. Nhưng mà nếu muốn tiêu diệt con quái vật này thì phải có điều kiện như mình nói, phải là gọi là sống trong cái thời mà gọi là băng tuyết như thế này á, còn thích nghi được á thì sẽ chiến đấu nó được, còn không thì sẽ rất là khó các bạn ạ. Và ok các bạn thì vẫn còn may mắn mỉm cười với lại những người anh em siêu nhân đội trưởng, cũng giống như là người dân trong thành phố GTA 5 ha các bạn ha. Đâu đó thì vẫn còn một con quái vật, mà con quái vật này thì nó gọi là thích nghi với điều kiện băng tuyết như thế này rất là nhiều các bạn. Và nó cũng có sống từ nhỏ tới lớn trong cái thời kỳ băng tuyết như thế này. Và sau khi nghe thông tin có một con bọ cạp ở bên chiếc chỗ đầm lầy trong GTA 5 thì nó giống như là được hả tìm thấy một cái món ăn yêu thích của mình vậy các bạn. Đây các bạn nhìn cái mặt của nó nè. Đó thì các bạn đã biết rồi, những cái con quái vật mà siêu to khổng lồ với nhau á thì nó thường hay rất là thích giết nhau các bạn, để gọi là một đối thủ xứng tầm á, nó giết nhau và nó ăn thịt của nhau các bạn ha. Đó và cái con hả quỷ kinh công này nó cũng vậy. Cái con quỷ kinh công này sau khi nghe được có một con bọ cạp xuất hiện bên kia thì nó mừng khôn xiết luôn các bạn ạ. Và nó sẽ ngay lập tức tiến với bên kia để xem thử coi là cái con bọ cạp siêu to khổng lồ bên kia nó như thế nào các bạn ha. Sẽ là cái mồi ngon của nó hay là sao đây. Đây. Nhưng mà theo mình thấy thì bọ cạp mà muốn đánh với lại kinh công mà nó có hai cái tay chân đồ rất là cơ động như thế này thì cũng hơi khó các bạn ha. Đây, bây giờ thì mình sẽ chạy qua bên chỗ con bọ cạp bên kia mình xem thử coi. Đây các bạn. Mình vừa mới đi tới đây thôi là mình đã thấy nó đứng sừng sững bên kia rồi kìa. Đó. Đây là cái con bọ cạp mà siêu to khổng lồ xuất hiện ngay vào đêm Noel luôn các bạn ha, để quấy phá người dân ăn mừng dịp Giáng sinh. Đây. Bây giờ thì cái con quỷ kinh công này sẽ lập tức qua bên kia để giết nó, ăn thịt của nó các bạn. Không phải là gọi là nó giúp đỡ những người anh em siêu đội trưởng đâu nha, mà tại vì là nó muốn giết cái con hả bọ cạp siêu to khổng lồ này nó ăn thịt thôi các bạn à. Đây giờ mình sẽ tiến với mình đó để mình chiến đấu với nó. Lại đây nào bọ cạp siêu to khổng lồ. Đang chạy tới đấy mày, đang chạy tới hả mày, vô đây. Nó rất là khó tấn công mình các bạn ha. Đây mày. Mày nè. Đây mày, đây mày. Chết mày đi, bọn cạp siêu to khổng lồ. Ây da, trời ơi. Mình sẽ phải gãy hai cái càng của nó các bạn ha. Mình sẽ phải gãy hai cái càng của nó với lại cái đuôi của nó để cho nó hả chết không toàn thay. Mày hả mày. Chết mày đi bọn cạp siêu to khổng lồ. Trời ơi, nó kẹp mình kìa các bạn ơi. Nó lấy kẹp, nó kẹp mình kìa, lấy đuôi chích mình kìa. Nó bự thực sự luôn các bạn. Mình đã bự nó cao nữa không? Bự cao hơn nữa. Mày. Mày hả mày. Chết mày đi bọ cạp. Trời ơi, ghê vậy. Ngày hôm nay tao phải giết mày con bọ cạp này. Hồi nãy tao dây dưa với mày khá lâu. Mày, mày hả mày. Mày hả mày. Này thì bọ cạp. Này thì bọ cạp với tao. Thôi chống luôn đi, chờ mày đầu cầm dưới đất luôn rồi các bạn. Chết luôn rồi. Rồi đang chìm xuống rồi, nó trôi xuống các bạn ha. Cho cắm cái đầu như vậy á thì nó khá là nặng nên là nó bị cắm xuống đất luôn các bạn. Ngay cái chỗ này nước nó mềm nữa, đất nó mềm á các bạn, xình lại á. Đó, mày dám giận mặt với lại quỷ, quỷ kinh công hả mày. Quỷ kinh công này được xuất thân và sinh ra và lớn lên từ ở trong băng tuyết vĩnh cửu như thế này thì sẽ rất là thuận lợi để giết con bộ cạp siêu to khổng lồ đó. Rồi, ok các bạn. Và như vậy thì video clip
tiêu diệt cân bộ cảo siêu to khổng lồ tới đây của mình là kết thúc nha. Và cảm ơn tất cả các bạn đã xem được clip này của mình. Và nếu như các bạn thích thì hãy nhớ cho mình một like, một subscribe để ủng hộ channel của mình ha. Và nếu như các bạn có yêu cầu hay là ý kiến gì đó thì các bạn cứ comment ở bên dưới. Còn bây giờ thì mình là Stubber Gaming, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.